Suy niệm lời Chúa hôm nay ngày 21 tháng Giêng năm 2018, Chủ nhật thứ ba thường niên năm B. Bài đọc hôm nay có tên là Hãy theo tôi. Lời Chúa trong sách Marco chương số 1 câu 14 đến 20. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói, thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy ông Simon với người anh là ông Andre đang quăng lưới xuống biển vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ, các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo người. Đi xa hơn một chút, người thấy ông Giacôbê con ông Giê-bê-đê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông và các ông bỏ cha mình là ông Giê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Lời suy niệm. Bốn anh thanh niên có gia đình, có nghề nghiệp, lại được Đức Giê-xu mời gọi theo Ngài bỏ lại tất cả. Chắc chắn họ không phải là những người nhẹ dạ. Họ đã từng quen biết Thầy Giê-xu và kính nể Ngài. Đến lúc nào đó khi được Ngài hoàn toàn chinh phục, họ đã sẵn sàng ra đi nhẹ tênh. Nhiều người nghĩ rằng đoạn tin mừng này nói về ơn gọi đi tu của các linh mục tu sĩ. Thật ra đây là đoạn tin mừng nói về ơn gọi của từng Kitô hữu chúng ta. Chúa Giê-xu vẫn đi ngang qua đời ta mỗi ngày. Như xưa Ngài đã dọc theo biển hồ Galilê. Ngài thấy ta như Ngài đã thấy bốn môn đệ. Ngài thấy ta trước khi ta thấy Ngài. Cái nhìn của Ngài không làm ta bị tê liệt. Vì Ngài chấp nhận trọn vẹn con người của ta, cả những yếu đuối và tội lỗi cũng được Ngài đón nhận. Hạnh phúc cho ai được thấy Thiên Chúa, nhưng hơn nữa hạnh phúc cho ai được Thiên Chúa thấy. Lúc Ngài thấy ta thì ta vẫn không hay biết, ta vẫn mải mê quăng chài hay vá lưới. Ta vẫn tất bật với những lo toan đời thường, hay đang miệt mài theo đuổi một ước mơ. Chính lúc ta tưởng mình quá ư ổn định và đời mình đã được định hướng quá rõ ràng, thì tiếng gọi của Ngài vang lên mạnh mẽ, dứt khoát. Hãy theo tôi. Mọi người Kitô hữu đều được mời gọi đi theo Chúa Giê-xu. Ngài không mời ta đi theo một lý tưởng, một ý thức hệ. Ngài mời ta theo chính con người Ngài, gắn bó với Ngài, nhận Ngài là nền tảng và chóp đỉnh của cuộc sống. Tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới con người. Con người là điều ta phải quan tâm, vì đó là mối quan tâm lớn nhất của Chúa Giê-xu. Theo Ngài là chia sẻ với Ngài cùng một sứ mạng, là thao thức và đồng cam cộng khổ với Ngài trong công việc cứu độ toàn thế giới. Chúa Giê-xu mời ta dấn thân vào cuộc đời mới, mời ta định lại hướng đi theo những giá trị mới. Như thế là chấp nhận đổ vỡ, đoạn tuyệt. Bốn môn đệ đã bỏ lại biển cả và những người thân yêu. Vợ con của Simon và cha của Giacôbê sẽ sống thế nào? Mái nhà nay vắng bóng những người đàn ông cột trụ. Hôm nay Chúa Giê-xu vẫn cần bạn vì bạn là Kitô hữu. Ngài vẫn thấy bạn và mời gọi bạn đáp lại mỗi ngày. Cần trầm lắng mới nghe được tiếng thì thầm của Chúa. Bạn có thể sống như một giáo dân bình thường, lo xây dựng gia đình, sự nghiệp tương lai. Nhưng bạn phải sẵn sàng từ bỏ khi cần. Nghĩa là chọn Chúa, đặt Chúa lên trên mọi giá trị đó. Lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con không hiểu tại sao Chúa chọn Simon, một người đánh cá ít học và đã lập gia đình,
để làm vị giáo hoàng đầu tiên của giáo hội. Chúa xây dựng giáo hội trên một tảng đá mong manh để ai nấy ngất ngây trước quyền năng của Chúa. Hôm nay Chúa cũng gọi chúng con theo Chúa, sống cho Chúa, đặt Chúa lên trên mọi sự, gia đình, sự nghiệp, người yêu. Chúng con chẳng thể nào từ chối viện cớ mình kém đức kém tài. Chúa đưa chúng con đi xa hơn, đến những nơi bất ngờ, vì Chúa cần chúng con ở đó. Xin cho chúng con một chút liều lĩnh của Simon, bỏ mái nhà êm ấm để lên đường. Hạnh phúc vì biết mình đang đi sau Chúa. Amen.